Cần thiết là phải xuống. Này một con sút. Không phải dễ ăn. Nói thật chứ, nhiều con nó nhoi nhoi này nên chết mẹ này. Cái này ngồi như nó chả quan tâm gì, nó cứ đấu. Đấy, như con khác mồn vô ra cả mấy lần luôn. Đấu rất tinh. Thì sắp lòng rồi. Mổ thế này và bổ thế kia. Bổ cứ đứng vầy vầy hó ra. Không quan tâm mồi nữa.